Một ngày làm việc chăm chỉ của vợ chồng Tô Đình Khánh Chuyên tình của chàng trai không chân Tô Đình Khánh và chị Trần Thị Thương khiến nhiều người xúc động bởi sự thông cảm, hy sinh cùng nhau vượt qua khó khăn. Mặc cho những khác biệt về ngoại hình và những rèm pha từ người đời, họ vẫn cùng nhau cố gắng không ngừng phát triển công việc cũng như vun vén cho hạnh phúc của gia đình. Việc một cô gái xinh như hoa lấy chàng trai khiếm khuyết từng khiến nhiều người nghi ngờ chị Thương đến với anh Khánh chỉ vì vật chất. Tuy nhiên chàng trai không chân đã nhiều lần lên tiếng giải thích mình không hề có điều kiện nhưng mọi người vẫn nghĩ. Mới đây, trên trang tiktok cá nhân, Tô Đình Khánh đăng tải một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vợ miệt mai đóng hàng. Anh một lần nữa nhấn mạnh, chị thương lấy mình không phải vì tiền hay sung sướng nhưng mọi người vẫn nghĩ. Ngược lại, họ cũng giống như bao cặp vợ chồng khác, cùng nhau miệt mài làm ăn, xây dựng tổ ấm. Khoảnh khắc chị thương cầm cụi đóng hàng đến tận trưa muộn, vẫn không chịu về. Sở dĩ chị thương phải xuống kho đóng hàng là vì một bạn nhân viên xin nghỉ để đưa con đi khám bệnh. Mặc dù đã bầu vượt mặt nhưng cô vẫn không ngại vất vả, làm việc tới tận trưa muộn. Đây là vợ mình nha mọi người, em ơi về thôi trưa rồi, vợ chăm chỉ quá, giờ cũng chưa chịu về, làm thế này mọi người kiện anh đó. Hôm nay các bạn nhân viên có một bạn nhân viên kho nghỉ việc đưa con đi khám nên mẹ bầu phải xuống đây thương chưa, bàn tay ngọc ngà thế này mà phải đi đóng hàng. Mọi người bảo là quen anh thế này thế kia, đấy, quen Khánh cực lắm chứ không phải giận đâu, thế nên là rất là thương. Đấy, mọi người cứ bảo quen Khánh sướng, đó có sướng đâu, anh Khánh chia sẻ trong đoạn clip. Dù vất vả nhưng chị thương vẫn nở nụ cười tươi rói. Mẹ bầu đóng hàng đến toát mồ hôi, phụ nhân viên đưa con đi khám bệnh. Đăng kèm đoạn clip này, chàng trai không chân còn nhấn mạnh sẽ vất vả nhưng sẽ cùng nhau. Có thể thấy cả hai luôn đồng hành trong mọi công việc là động lực để cho đối phương cố gắng hơn mọi ngày. Được biết hiện tại chị Thương đã mang thai được gần 5 tháng. Anh Khánh cũng thường xuyên đưa vợ đi khám thai. Cặp vợ dòng hào hứng cho hay em bé đang phát triển vô cùng khỏe mạnh. Dù cơ thể kiếm khuyết nhưng chàng trai không chân chăm vào bầu cực khéo khiến nhiều chị em phải xích xoa ngưỡng mộ. Anh Khánh một lần nữa khẳng định chị Thương lấy mình không phải vì vật chất. Cả hai luôn xuất hiện với hình ảnh tươi vui lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Mới đây khi mọi người thắc mắc tại sao mới cưới có 2 tháng mà vợ lại mang thai 18 tuần, anh Khánh cũng thẳng thắn thừa nhận cặp đôi có con trước khi cưới. Tuy nhiên với anh đó là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ không thể đồng điểm được. Chính sự thẳng thắn và năng lượng tích cực của cặp vợ chồng đã khiến họ ngày càng được nhiều người yêu mến. Chúng mình có em bé trước rồi mới cưới bạn ơi, chỉ sợ cưới rồi không có em bé chứ có trước càng mừng mà, Khánh chia sẻ. Rất nhiều đồng đoán về việc chị Trần Thị Thương mang thai đôi, Tô Đình Khánh cũng lên tiếng trên fanpage cá nhân. Cụ thể anh chàng đăng tải những hình ảnh đưa vợ đi khám thai kèm dòng trạng thái. Gần đây có một số kênh YouTube và báo chí đưa tin vợ chồng Khánh Thương có thai đôi. Thông tin mà những kênh đó đăng tải là sai sự thật, họ nhằm mục đích câu view đó à. Mọi người có thấy những kênh đó thì báo cáo giúp Khánh nhé. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ à. Đối với Khánh bà xã chính là một trong những điều quý giá nhất cuộc đời anh, hiện tại hai vợ chồng cũng đang rất mong chờ được chào đón thiên thần nhỏ đau lòng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.